tiên cho em xin lời chào trân trọng nhất đến tất cả các vị đại biểu. Thế bây giờ câu giờ khó đấy, các chị ơi tổng hợp nhanh nhanh nhé. Thế thì cái phần thi tài năng thì không có những tiêu đấy, anh cứ chờ đến phần thi ứng xử công bố nhá. Công bố điểm đấy. Có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay ạ. Không, mà phải chuyển lên cái kết quả. Không có thêm một vấn đề nào. Bốn năm câu hỏi nhưng phải câu giờ thì mẹ. Các chị phải làm việc nhanh lên. Đây là một bộ trang phục mà em rất thích. Vâng, nhìn tổng thể một bộ ngon này rồi. Sẽ được sự kết hợp hài hòa giữa hai tông màu tưởng chừng như đối lập. Ta đóng cả vào làm việc. Và đen. Hai tông màu này khi kết hợp lại cộng thêm những phụ kiện kèm theo đã tạo nên một phong cách rất đặc biệt, vừa mạnh mẽ cá tính nhưng không làm mất đi vẻ hồn nhiên thanh lịch vốn có của một người học sinh. Và qua bộ trang phục này, em muốn gửi đến quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh một thông điệp, đó là trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cách lựa chọn những bộ trang phục hợp lý cho bản thân mình. Mỗi chúng ta ai cũng sẽ có và đều có thể chọn cho mình một bộ trang phục đẹp nhất, phù hợp nhất và hợp với bản thân, thể hiện cá tính cũng như phong cách của mình. Thì hãy giữ vẻ hồn nhiên, phong cách và trong sáng của tuổi ô mai chúng mình nhé. Rồi.